Nhưng con đực 3B này nó mát sữa dữ lắm anh chị. Nè thấy không? Nó khô cũng ghê luôn á. Nó lựa bóng mát nó ở không à. Nó bỏ mẹ nó đứng ngoài nắng. Nè, mát sữa dữ lắm. Anh chị thấy đực không? Mới có 1 tháng mấy mà vậy đó. Với lại con mẹ nè. Con bò mẹ nè. Thấy không? Mẹ đẻ 2 con. Liền lạc cái ghê không? Mát sữa nữa. Mẹ này mẫu Bombay nha anh chị. Chốt giá anh chị bộ mẹ con này giá 23 triệu. Mẹ xin lên Bombay, dòng này đẻ sai cực kỳ, lên giống nữa rồi đó. Con mới có tháng mấy mà nó lên giống nữa rồi. Chủ nhà nó còn bò con còn nhỏ quá nên không phối. Lên giống này mấy ngày rồi. Chân móng nè. Mẹ sái tích nghiêm nha anh chị. Nghiêm chỉnh, vú nè. Mẹ đẻ 2 con. Đang giữ một đực 3B được 1 tháng mấy. Đi lon ton mạnh. Mẹ con này giá 23 triệu, chốt giá 23 triệu. Đây có một con cái xin. Xin khú. Con này chốt giá 12 triệu. Đó, con này 12 triệu. Đây. Đực 3B mát sữa ghê không? Mới có 1 tháng mấy mà vậy á. Đã không? Mẹ lên giống lại rồi nha. Đây. Có mấy ông anh ông hỏi kỳ lắm. Nhưng bọn mẹ con hôm qua ăn bò cái bữa 19 triệu biết không? À, ảnh kêu tách bò mẹ ra bán cho ảnh đi. Liền bò con nó lấy gì nó sống. Bò con mới có 1 tháng rồi kêu tách bò mẹ ra đi. Bán cho ảnh liền bò con bán bê thui. Trời ơi tao lại ảnh luôn. Bò mẹ 19 triệu. Bò con làm tạch luôn làm gì. Bó tài ảnh thiệt chứ. Anh nói giờ ảnh có 10 triệu à. Giờ ba mua bò mẹ đi. Còn bò con nó để bán bê thui. Trời ơi bò con mới có 1 tháng rồi mà giờ tách ra sao mà. Mà được mà tách. Anh đó anh nói chuyện cũng nói chung là cũng vui. Như ở đây con bò này 12 triệu nè anh chị. Cái lứa nha. Con này còn tầm 8 tháng mấy rồi. Chân móng giò cẳng đi đứng hoàn thiện. Chốt giá 12 triệu. Anh chị nào xem cảm thấy thích muốn mua anh chị liên hệ em. Đó. Mẹ con này 23 triệu anh chị. Số điện thoại của em là 0383 777 696 nha. Con là con đực 3B. Rồi, anh chị nào cần thì liên hệ em. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn đến với nội dung tiếp theo của buổi hình ngày hôm nay. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì đã lâu rồi không có xuất hiện trên màn hình ha. Thì để vô đây ngồi trong mát chút xíu rồi, tâm sự chút xíu rồi. Thì vô trong cái chuồng bò này thì thấy mấy con bò cái tơ này nói chung là rất đẹp, bự con. Đó, chữa đẹp nữa. Anh chị thấy không? Quay sơ sơ cho anh chị nè. Rồi bây giờ mình nói chuyện chút xíu ha. Nói về những con bò này thôi. Chứ không có nói về những cái chuyện liên thiên. Mồ hôi. Thì lời nói đầu tiên thì xin gửi lời chào đến toàn thể của chú anh chị và các bạn đang xem cái video của em. Là và cái kế tiếp thì cũng cập nhật cái địa điểm mà hôm nay em đến đây là thuộc về xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Đó, đến đây để mà ghi hình báo giá dùm cho vợ chồng của anh chủ nhà này. Báo giá 3 con bò tơ chữa. Bò thì nói chung là mẫu kiểu đẹp, liền lạc. Mà đang mang thai lứa đầu nha anh chị nha. Thôi đang mang thai lứa đầu, răng cỏ còn khít rim mà. Chưa có rớt cái nào luôn. Bò lăn răng nhẵn nhừ như răng em bé vậy đó. Rồi thì đến đây thì cũng thương lượng giá nãy giờ rồi. Bây giờ quyết định báo giá trực tiếp công khai kèm theo một số hình ảnh cơ bản. Để cho bà con cô bác anh chị chúng ta nắm bắt thông tin. Và chúng ta đưa ra lựa chọn ha. Cảm thấy thích muốn mua thì có thể liên hệ em 0383 777 696 số điện thoại của em để trên màn hình. Rồi thì bây giờ mình cùng em sơ lược về ba con bò ngày hôm nay. Rồi anh chị nào cảm thấy thích chương trình của em thì có thể ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể theo dõi những video tiếp theo từ kênh của em ha. Rồi bây giờ mời chú anh chị và các bạn chúng ta đến với nội dung của buổi hình ngày hôm nay.
Thì đến đây rồi thì mới biết được là ba con bò này nó đẹp như thế nào. Bò thì nhìn vô hình là anh chị biết rồi đó. Chủ nhà người ta nuôi rất là khéo. Bò liền lạc mập mạp mà được cái mang thai lứa đầu nữa nghe anh chị nha. Bò chưa rớt răng luôn. Bao chữa cho anh chị. Đó, anh chị coi đi. Thích ưng thì liên hệ em. Bò vậy mà mình không mua về mình làm cái nền thì anh chị mua cái con bò gì về làm cái nền đây anh chị. Nó như anh chị thấy bò đẹp không? Chê chỗ nào thì lên ý kiến. Chê chỗ nào thì bình luận dưới video để em rút kinh nghiệm. Đây anh chị. Như con này đang mang thai 4 tháng rưỡi nè. 4 tháng rưỡi nha, giá mềm 23 triệu 500. 23 năm. Ui, 23 năm. 23 anh chị. Con này bao chữa 4 tháng rưỡi nha, tơ đang mang thai lứa đầu. Chiều cao tại sao khu chắc tầm mét hăm mấy à. Con này mẫu Bombay. Lùng liền mà cái được cái đẻ sai. Lỗ tai nhỏ nha anh chị. Dòng này đẻ sai con cực kỳ. Lỗ tai nhỏ. Đây. Ai thích chơi hệ Bombay, lùng liền, đẻ sai thì vớt em này giá 23 triệu, bao chữa 4 tháng rưỡi. Rồi cái tiếp con số 2. Con số 2 thì nó thuộc về dòng bò Bolai Sung. Ha, Bolai Bombay. Trời ơi con bò nó nhìn vàng thùng là thấy tê mình. Đây, bên kia đây. Đúng rồi, giỏi, bò này ngoan. Nè anh chị coi nè, nhìn con bò là thấy tê mình nè. Ha. Hết biết cái gù không? Cổ bật. Trời ơi biết là biết làm dáng để chụp hình nữa chứ. Bò này nhìn hiền, bò này hiền như dữ mà anh. Dễ hả? Xuống dạ vú luôn. Con này chữa 4 tháng hả? Con này chữa 4 tháng anh chị. Hết biết bò đã. Con này chiều cao tại sao khu khoảng 1m31, 1m32. Bò này bô lai Mumbai nha. Nhìn vàng thùng vàng mình là biết bò bô rồi. Hết biết bò đã. Con này chốt giá anh chị 26 triệu. Tơ đang mang thai lứa đầu. Chân móng giò cản thôi khỏi chê rồi. Ở đây nhìn vô thấy cấp mình là thấy phê rồi anh chị. Anh chị mua bò nái nền, anh chị lựa mấy dòng vậy nè. Chuẩn nền dữ lắm. Sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. Chốt anh chị con này giá 26 triệu ha. Họ anh chị nào xem cảm thấy thích chương trình của em thì cho em xin một like như thế này, ấn một đăng ký kênh phía dưới để theo dõi những video tiếp theo từ kênh em ha. Rồi kế bên thì mình có thêm con bò cái tơ đang mang thai lứa đầu. Con này lên hoặc khú, kiền khú, mông khú, cổ bật khú luôn. Con này nói chung là dòng này mát sữa, cam kết với anh chị luôn. Dòng này anh chị mua về ha, anh chị nuôi mát sữa dữ dằn. Mấy con này nè, em nói thiệt với anh chị ha, mua về nuôi hỏng chán. Thứ nhất là nó đẻ con bò con ra mát sữa là thấy ưng rồi. Thứ hai anh chị coi nè, vằn mình của nó nè. Anh chị thấy nó có lõm cái chỗ nào không? Không lõm chỗ nào hết. Là đương nhiên sao ạ? Là đương nhiên con bò nó ăn rất là mạnh. Nó tạp ăn á, anh chị nhịn miệng của nó biết. Khóe sâu hết biết. Tới vàng móng nè. Nó anh chị coi đi, vàng móng. Nói đến cái vàng móng thôi mình nhìn thấy mình cũng phê. Bò nuôi móng ta vậy nữa chứ ai mua bò nuôi cái móng vàng bẹt vậy. Móng dài móng dép khó nuôi lắm anh chị. Nhìn vô là thấy bực mình nè. Nhìn vô là thấy bực mình này. Có anh chi nói anh chi tới gì. Đúng không anh chị? Chân móng giò cẳng đi đứng đảm bảo nghiêm chỉnh cho anh chị luôn ha. Đó, anh chị nào thích ưng thì liên hệ em 0383 777 696. Ba con bò nhìn thấy là thấy phê, thấy tê, đi không nổi luôn. À, anh chị thấy không? Lỗ tai nhỏ. Dòng bò Bombay. Dòng này thì chắc lẽ là anh chị nào mà mua con bò này thì anh chị biết bò này dòng gì. Mình thích nuôi hay không liền. Dòng này em nói mấy con bò này nó thả lan. Dễ cực kỳ. Anh chị mua về thả rừng cao su cũng được. Anh chị mua về thả cỏ sân vận động cũng được. Đó anh chị coi thích con nào alo cho em 0383 777 696. Anh chị có thể mua về nuôi và phát triển kinh tế theo hướng thụ động ha. Đó
chị nào thích thì liên hệ em nha, chốt giá cho anh chị nè, con này 26 triệu, à 26 ha, con kế bên cũng 26 luôn nè, rồi con kế á thì 23 triệu. Có nhu cầu mua thì liên hệ em 0383 777 696 nha. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.